chị ơi, phải là em ý, thì tất nhiên là em sẽ chọn... Chọn ai bây giờ nhỉ? Mời Sabrina. Là em sẽ chọn ngài Rudolph. Tất nhiên là phải chọn Rudolph. Rudolph của chúng mình quá là đỉnh ý. Rudolph vừa... Giàu có. Vừa hoang dại. Ấy, thế mà cái chị Rosen này lại chẳng biết thân biết phận đâu ạ. Mới được đâu có dăm bữa nửa tháng thôi mà mặt đã buồn thiu, trông lúc nào cũng vừa khóc lắm, vừa nhớ nhung. Đấy, có phải là cứ có danh vọng là sẽ được hạnh phúc đâu ạ. Nhưng anh bên này chuyên nghiệp là thế, thế mà đến lúc không biết sửa đêm. mà cũng chưa biết được. Wellly nhờ, biết đâu đến với Flynn, chị Roseanne cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao. Mọi người nhờ. Sao
Anh Sen ơi. Ai à? Thế làm sao đấy? Em chả sao. Thank you.
rời núi em đợi chờ Thank you.
Lucen ơi, con táo thì đừng Lucen. Em vẫn cái tiểu cảm ơn thứ phải. Lucen, Lucen ơi. Anh cũng cần đã có khách đến nhà cái kia. Ai?